Thời gian này, nhiều gia đình bắt đầu chuẩn bị cho một cái Tết đầm ấm bên gia đình của mình. Tuy nhiên, đối với những người không may có hoàn cảnh khó khăn hay những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo thì có lẽ sẽ là một cái Tết không trọn vẹn. Với mong muốn sẻ chia niềm vui Tết, hàng trăm sinh viên của trường Đại học Đại Nam đã tự tay gói và luộc hơn 1.000 chiếc bánh chưng xanh để tặng cho các em nhỏ có khuyết tật, các hộ nghèo, những thương bệnh binh tại Hà Nội, Bắc Ninh và Phú Thọ. Ngay từ sáng sớm, các công việc rửa lá, chuẩn bị nguyên liệu đều đã tươm tất. Những chiếc bánh chưng này được các bạn trẻ gọi với cái tên đầy ý nghĩa, tấm bánh nghĩa tình, bởi nó chứa đựng phần nào không khí Tết và cả tấm lòng của các em gửi tới cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi lần mà nhắc đến cái chương trình tấm bánh nghĩa tình thì hầu như là mọi người rất là vui vẻ và tham gia rất tích cực. Đấy thì có thể là những cái chiếc bánh của bọn em ấy, gói nó chưa được vuông, chưa được đẹp, nhưng mà đấy cũng chính là những cái tấm lòng mà bọn em muốn gửi gắm đến những mảnh đời bất hạnh. Năm nay điểm đến đầu tiên của những chiếc bánh nghĩa tình này là làng trẻ em khuyết tật Hà Nội và trung tâm nuôi dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ. Những món quà tuy nhỏ bé nhưng đối với các em nhỏ và cả những người như Thượng úy Dương, người duy nhất còn sống sau vụ nổ máy bay ở Hòa Lạc, thật đáng trân quý. Đó là tình cảm, là tấm lòng, là thông điệp về sự ấm áp và không cô đơn. Mẹ cảm thấy là hôm nay các anh chị đến cầm bánh chưng này để em đến Tết em ăn bánh chưng cùng các mẹ các dì. Chắc chắn là chúng tôi sẽ duy trì mãi cái hoạt động ý nghĩa này. Tết đến xuân về thì mang những cái tình cảm của mình đến những cái mảnh đời bất hạnh để san sẻ cái tình cảm để cho các em. Ngàn bánh chưng xanh góp tình cho Tết. Những hoạt động thiện nguyện không chỉ mang ý nghĩa xã hội thiết thực mà còn thể hiện nét đẹp văn hóa trong đời sống đoàn viên, thanh niên vào mỗi dịp Tết đến xuân về. Ngày mai thôi, các em sẽ được về quê sum vầy cùng gia đình đón Tết cổ truyền của dân tộc. Tết này ai cũng vui hơn và cảm thấy ý nghĩa hơn.